Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay Bảo sẽ quay trở lại với một video về đề tài rất là hay. Là hôm nay có một nhà đài của VTC muốn xuống để phỏng vấn Ân về những cái áp lực, những cái gọi là áp lực của giáo viên. Đó, thì khi Ngân chia sẻ cái video lên YouTube thì một bạn tên là một bạn phóng viên của VTC có xem theo dõi cái kênh YouTube của mình và muốn xuống để phỏng vấn Ngân. Đó, thì bây giờ ngày hôm nay mời các bạn cùng coi Ngân sẽ làm diễn viên trên lên TV như thế nào nha mọi người. Thì mình mới ấy thôi. Dạ. Mình có nón này lát góc nào cho chị đứng đi. Đứng ở đường ạ. Đây Nông Dân TV đây. Đang chọn góc quay, chọn bối cảnh cho nó phù hợp với nội dung. Máy chuyên nghiệp của đài đây. Không sao, không cho 15 giây cho nó ấy đâu. Cái gọn mà. Đứng này đây anh không. Chắc mình bỏ nón lên lát mình đợi sao. Em quen rồi. Tác phòng quen thuộc. Đây luôn. Cái đồ này chỗ phơi khô chứ không sao đồ. Trời máy hết pin rồi. Tắt nghiệp đây. Xoay người về. Hưng đẩy mic lên cho một chút xíu nha. Không dính cái tay em rồi, đổi tay được không? Nó hơi trái. Thôi bỏ cái túi ra. Xuống đất đi. Đất khô mà. Túi hàng hiệu phải không? Hàng hiệu bình dân. Kéo lùi cái tay lại, không cần đưa mic sát mà kéo lùi cái tay để nó khỏi dính tay, nâng cao mic lên thôi. Nhờ cái áo của anh thì em cần phần trắng. Ê, xoay cái lưng giúp em. Lấy sáng. Lấy sáng. Rồi nhá. Máy chạy. Có kinh nghiệm
cho nên hay có cái việc so sánh giữa giáo viên này và giáo viên kia, rồi muốn là luôn luôn muốn con mình để phát triển hơn nữa và đòi hỏi cao ở giáo viên, rồi tự nhiên cái mình tạo ra một cái áp lực cho bản thân mình phải có kiến thức và kỹ năng tốt nhất và đúng như thế là những sự phản để cho truyền đạt cho các em. Đó là những cái áp lực mà lúc con đã trải qua trong cái thời gian trước. Chia sẻ của bản thân là phụ huynh lúc đầu năm vào tâm lý là luôn muốn con mình giỏi, cho nên là yêu cầu là phải dạy thêm này, phải là bồi dưỡng thêm này, phải như thế này thế kia ở phụ huynh, cho nên là áp lực từ phụ huynh tạo cho giáo viên là nhiều nhất. Không có hình phạt, nhưng mà nó là cái cam kết đó để dựa vào đó người ta đánh giá thi đua của một giáo viên cuối năm đó. Mình đăng ký như vậy, nếu cuối năm mình đạt như vậy hoặc là vượt quá lên thì mình sẽ đạt thành tích là chứng chỉ thi đua tiên tiến, chứng chỉ thi đua chức sắc, vân vân. Còn nếu mình không đạt cái đó thì nó là một trong những tiêu chí đánh giá giáo viên, không đạt danh hiệu chứng chỉ thi đua. Thời gian bị dạy là bao lâu rồi? Nên dạy được 3 năm thì cả 3 năm đều đạt thành tích là lao động tiên tiến. Chỉ có năm đầu là không được đánh giá bởi vì năm đầu là năm thực tập. Thì sau cái năm đó người đánh giá tốt thì tôi được vào biên chế, và 2 năm sau là liên tục là giáo viên là lao động tiên tiến. Thật sự là cái gì cũng có hai chiều của nó. Khi mà Ngân làm giáo viên thì có rất nhiều cái, ví dụ như học sinh nó nghịch này, học sinh nó cá biệt này, ngủ gục trong lớp này, hoặc là không học bài, không chép bài, không nghe lời cô giáo, thì buộc cô giáo phải có một cái mức phạt đó, hình phạt. Nhưng mà hình phạt mà nếu đúng ra theo Bộ Giáo dục quy định thì là lời nói. Hình phạt bằng lời nói có nghĩa là mình phải giảng giải ra, phải dạy các em biết điều đó là chưa đúng, chưa sai. Nhưng mà các bạn biết là giáo viên còn rất nhiều việc, bị áp lực nhiều việc, công việc của mình nữa, rồi thời gian đâu mà giảng giải. Cho nên giáo viên bị stress, bị nặng, quá tải, bị quá tải với công việc, cho nên là buộc phải sử dụng hình phạt nặng để răn đe các em. Thì nhiều lúc giáo viên nóng tính, không thể kiềm chế được mình, thì phải dùng lại hình phạt nặng quá thì là quá tay. Còn nhiều cũng ngược lại, cũng có rất nhiều phụ huynh là ví dụ chỉ cần giáo viên đụng vào con mình thôi là không được rồi. Tôn trọng quyền trẻ em nhưng mà đừng có làm quá lên là vô hình là tạo áp lực cho hơn giáo viên, là không dám đụng con người đó, không dám nói nặng con người đó, hoặc là không dám đánh đập gì học sinh đó, bởi vì sợ phụ huynh, chứ không phải là vì sợ không dám nói lên sự thật. Cho nên là thời gian đây là cái vụ mà giáo viên tát 231 cái á, thì mình nghĩ là một phần nữa là do áp lực từ nhà trường, có nhiều áp lực về thi đua từng tháng. Nếu mà em muốn nói chuyện thì lớp rớt thi đua từng tháng, mà một cái thi đua từng tháng nó cũng là một trong những tiêu chí xếp loại của giáo viên, chiến sĩ thi đua xuất sắc. Cho nên là mong là dư luận có cái nhìn hai chiều một xíu, đừng có quá mà coi giáo viên là cái người thiện, người mà sử dụng áp lực vào là
cho các em ngồi một chỗ suy nghĩ về cái hành động mình đã làm. Sau đó giờ ra chơi hoặc những giờ rảnh thì thường hôm tới mình hỏi là nãy giờ cô nói vậy con có hiểu con đã làm những gì chưa, điều đó đúng hay sai. Nhưng mà rất ít giáo viên có đủ thời gian kiên nhẫn để làm điều đó. Gần các em thì càng dễ giáo dục. Do cô đã tập trung quá nhiều cho những học sinh khác mà không có quan tâm con tôi, thì mình cảm thấy là mình bị phụ lòng, phụ thật sự là bị phụ lòng. Mình thấy nó hơi lạc lẽo so với cái nghề của mình đưa tâm huyết ra, nhưng cuối cùng khi không nhận được cái kết quả mong muốn thì ngược lại người bị trút cái trách nhiệm lại là mình. Sự Ngân mong, rất mong các phụ huynh, và sau này Ngân cũng là phụ huynh, thì Ngân sẽ mong phụ huynh phối hợp thật là chặt chẽ với những giáo viên, thông cảm với giáo viên hết sức. Đừng có tạo áp lực với chúng tôi, tức là không được đánh con, không được dạy con, hoặc là hướng dẫn giáo viên phải dạy con tôi như thế nào. Hãy để chúng tôi dạy bằng trái tim, nói bằng trái tim, và để chúng tôi có cơ hội gần gũi cao con của các bạn. Năm quá 5% học sinh ở lại lớp, có nghĩa là chỉ có 1-2 học sinh ở lại lớp thôi. Nhưng mà cái lớp ở vùng sâu vùng xa, nhưng một lớp vùng sâu vùng xa thì cái số lượng học sinh đó thì nó chưa phù hợp. Nó chưa phù hợp, nhưng phải cố gắng nhiều lắm. Nhưng cuối năm thì đến 3 học sinh ở lại, thật sự là đến 3 học sinh ở lại lớp thì rất là, không phải ở lại lớp mà là yếu kém, thuộc yếu kém phải bồi dưỡng lại. Thì cái đó là bị đánh giá vào nhưng mà thực tế thì đã cố gắng nhưng mà không có phối hợp được phụ huynh, thì nhà trường phải thông cảm. Nhưng mà ngược lại thì cứ theo đúng như chính sách của nhà trường là không đạt, là không có cái mà gọi là không có cái sao sát đến từng học sinh, cái xác suất đó đạt hay không đạt chỉ dựa vào trên giấy mà đảm bảo. Thì sau đó là những cái xuất hiện những cái tiêu cực để làm mọi như thế này nè. Đó là trường đề ra để mình đạt chiến sĩ thi đua, nhưng mà trường lại bị áp từ phòng giáo dục xuống. Ở trong trường phải bao nhiêu phần trăm được chiến sĩ thi đua thì trên phòng giáo dục áp xuống, thì trên sở lại ép xuống phòng giáo dục là bao nhiêu trường sẽ đạt loại C
xuất sắc thì cũng được là phòng giáo dục giỏi tiên tiến, thì cứ được đánh từ trên xuống đến từ trên xuống, xuống là xuống dưới giáo viên là người chịu một lúc bao nhiêu. Đó mọi người, bây giờ sau khi mà phỏng vấn xong thì bên nhà đài yêu cầu cũng ra ngoài chỗ vườn của Bảo nè để quay thêm một số phân khúc nữa, phân đoạn chăm sóc vườn tược cái cây rồi đó. Có đồ chơi gì không ta? Có một đồ chơi gì không qua nhà? À đây, đó, cái này được rồi. Đó các bạn, thì đó nãy giờ là hai vợ chồng diễn vậy đó. Thì cho bên chủ nhà đài người ta quay, người ta sẽ về, người ta cắt ghép và dàn dựng lại trong vòng có 2 phút đồng hồ thôi. Quay mấy chục phút, nhưng mà mấy chục phút mà chỉ được khoảng 2 phút đồng hồ. Thì khi nào được thông báo là cái phần của mình được kiểm duyệt để được đăng lên trên TV Sống VTC thì lúc đó chủ phóng viên là đứa em nó sẽ thông báo và mình sẽ
báo cho mọi người để theo cùng theo dõi coi cái video nó hay như thế nào ha. Thì bây giờ Bảo xin kết thúc cái video đây, xin cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ yêu thương gia đình mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye, chào người. Bye bye. Bye bye, bye bye.